Anh cũng thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngon, bởi vì xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm mới. Đó là mẫu củ loa bát 40 RCF, nhưng được sản xuất chính hãng bởi công ty loa The Well. Các bác có thể thấy ở đây là hàng nguyên hộp. Em vừa bóc ra đây các bác nhá, chính hãng của công ty này. Và cái củ bát 40 RCF này nó sẽ có cái mã sản phẩm là gì đây? Nó sẽ có sản mã sản phẩm in ở ngoài vỏ bìa là 15AH 400A các bác nhá. Đấy, rồi chưa, đấy, xịn sò luôn các bác nhá, hàng công ty luôn. Đây này các bác nhìn này, bao giờ ấy hàng nó sẽ hàng củ loa bát, em nhấn mạnh nhá, hàng củ loa bát mà nó rõ cái hãng sản xuất ấy, hãng The Well này đây nhá, có cả tem check code này, đây, tem công ty dán đây luôn này, mã đàng hoàng này. Thường ấy những sản phẩm chính hãng từ công ty thì linh kiện để tạo lên một cái loa như thế này nó sẽ xịn hơn các bác nhá, tốt hơn, chất lượng hơn. Đấy thì sau đây video này em sẽ đi vào giới thiệu và chi tiết cho các bác. Con này đường kính của nó là loa bát 40. Dòng này cho các bác vừa làm full và làm súp, ok luôn. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Sóng gân to luôn. Và con này các bác nhìn thấy nó xịn hơn các dòng loa bát 40 giờ xếp khác. Đây là cái dòng mới của The Well. Đây, ngay cả trên mặt trên của màng này, nó cũng dệt những sợi bông thủy tinh luôn. Đây, màng đen và nón đen, màng của nó màng xếp ly lượng sóng. Đây, các bác nhìn thấy chưa, dưới màng cũng chi chít những sợi bông thủy tinh này, nó là hàng hãng của công ty thì các bác khỏi bàn về chất lượng luôn. Khi các bác đánh cứ yên tâm cho em. Nhện màu vàng, con này cổ côn 100 và từ 220. Đây, kẹp lỗ bích thép màu trắng, kẹp lỗ bích thép màu trắng dày luôn, từ dày và bích dày. Và con này của nó là bát 40 RCF. Đây, đít lồi này, người ta gọi là tê lồi đấy, tê đen. Vòng nhựa màu xanh, 2, 4, 6 cái lốt tản nhiệt từ phần côn ra. Các bác ơi, đây là hàng công ty các bác nhé, lưu ý cho em là như vậy. Nên là đừng so sánh với những hàng xưởng lẻ. Đây, mã 15AH400A này. Con này là 800W trở kháng 8 ohm, tần số 49Hz đến 2kHz. Rõ ràng luôn. Đấy, từ khủng luôn, từ 220 của 100. Nên các bác làm súp thì các bác chọn cái dòng củ này cho em. Con này này, xương nhôm rất là cứng cáp, xương truyền thống của RCF. Cọc chạm cũng thế nhá, đỏ là dương, xanh là âm. Ok chứ các bác. Bác nào chơi súp đi đánh sự kiện thì liên hệ em ngay để đặt hàng với dòng mới này. Không cần phải nói nhiều nữa rồi, nó là hàng hãng luôn. Rồi như các bác nhá, em báo giá luôn. Nó mới về nên là cái giá em đang bán có bán lẻ một cái. Đấy, vì các bác làm súp mà nên là các bác nên là em có bán lẻ một cái cho các bác. Lẻ một cái em đang bán mức giá rất hấp dẫn cho các bác. Giá 1.450.000 một cái. 1.450 một cái các bác nhá. Alo ngay. Điện trực tiếp
về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Nếu các bác điện trực tiếp cho em ý, mà khi mà máy bận đó, mà em chưa nghe được, thì các bác có thể kết bạn qua Zalo. Hai cái số điện thoại là nhắn tin qua Zalo giúp em với nhá. Tại vì sao, nhiều khi ví dụ có một bác khác đang điện cho em đang nghe máy, thì là một bác khác nữa cũng điện cho em, thì nó sẽ thông báo máy bận liên tục. Đấy, nên là trong cái tình trạng máy bận như thế, các bác vui lòng kết bạn qua Zalo, nhắn tin qua Zalo giúp em để em trả lời các bác. Giao hàng toàn quốc luôn các bác. Em xin dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Video mà hay, các bác nhớ like, vẫn chia sẻ, vẫn đăng ký kênh để ủng hộ nhà em các bác nhá. Mua hàng điện trực tiếp cho em. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe.